rồi, cho nên là cô Saka hôm qua tôi không khỏe nên là tôi nhờ Saka đúng không? Cô Saka mở màn cũng được thôi mà. Tôi thích thì sơ, tôi không thích thì không sơ. Đó. Để xíu anh em, dạo này ngủ dữ quá nên là không có sức dậu. À, dạo này á, vừa nắng mà còn vừa mưa nó hơi bất thất thường quá. Bữa nay tôi lít đúng giờ luôn anh em ạ. Không sớm mà cũng không trễ. Mọi người quay trở lại với kênh Nolo Life của Hằng Hana. Thì bữa nay vẫn đếp bê like thôi, còn tí nữa chơi game này gì á thì sẽ tính sau. Một tí nữa có gì Hằng hợp team á, rồi xong cái Hằng dùng cái mic kia, có gì anh em test hộ hộ Hằng nhé. Bữa nay tôi mặc áo nguyên chơi nguyên bộ màu xanh. Ok, không ca bị lỡ rồi, quá bắt đà heo mình chỉnh không cao lại tí nha. Bây giờ tôi phải chơi hai cái mic cho tôi cho thoải mái này mà. Ok nhá. Ok rồi nhá. Chuẩn bị chưa? Anh em nào mà nghe mì phỏng á thì có thể inbox mặt hàng nha. Comment tôi cho tôi chat nha. Nó chết David King. David, 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 David. Này này không nên chơi cái trò nhầm nương thờ thế. Escape fight change mở năm cái ngành mở năm cửa năm trận cần oh sorry. Cam bị sáng không? Bị sáng quá tôi chỉnh lại. Ôi dễ lắm. Giảm cái màu sáng đó. Đó, ok rồi phải không? Tôi chỉnh rồi nha. Chỉnh cam rồi nha. Where to go forever? Where to go forever là xin này nè. Life forever. Ủa, mình nhớ thằng này có đâm mà ta. Thờ, quật. Không có. Có thể dùng để thoát. Có muối không? Rồi xong. Anh em có nghe rõ trên stream không? Này tôi đang tới mic kia hôm bữa rồi giờ. Đây, đây là cái mic của tôi. Để cho khỏi bị lặt nha. Đây là cái mic rời của tôi này. Trong tương lai tôi sẽ dùng cái mic này nhá. Đây tôi sẽ kéo cái mic này ra. Tôi alo thử nha. Alo alo 1 2 3 4.
Alo, alo. Hả? Em nghe bị sao rõ chưa? Nghe giọng khác không? Nghe giọng thấy khác không? Tôi đã nói rồi, cái mic này ngon lắm, nên tôi muốn dùng mà vậy. Còn không, mic này nó được lọc âm rất là kỹ rồi nha. Không, giờ không có nguyện nghe ổn như hồi trước đâu. Mic đã được lọc âm rồi. Đợi xíu nha mọi người, có điện thoại. Khổ thì sợ luôn. Thằng cháu gọi cho mày. Con cháu gọi cho mai thiệt. Lô hả? Có cái gì không? Có phụng đang làm ơi, gọi ông nội đây nè, cứ gọi cái phụng nha. Ok, sao giờ lâu vậy? What the hell? À, đây rồi. Gì vậy trời? Ôi ơi, anh killer ơi. Khổ quá. Trời ơi, chơi 1153 giờ rồi. Mất mẹ cái bông hà.
anh em nào có thể gửi có show á, nhớ gửi show cho tôi nha, gửi sticker cho tôi cũng được, ủng hộ bằng tôi sticker đi. Rồi mới mốt á, tôi có điều kiện á, tôi sẽ sắm toàn bộ, tôi sẽ set up lại cái chỗ streaming của phòng tôi á. Lúc đó tôi sẽ quay, tôi sẽ làm vlog cũng nên. Tại vì mốt á, để mà tôi mua được cái màn hình nữa rồi á, tôi lại thêm cái bàn nữa, thì tôi lúc đó tôi có thể là kiểu như là tôi làm sẵn streamer chuyên nghiệp rồi đó. Thì tôi á sẽ review một số thứ để cho mọi người trong tương lai, mọi người cũng làm cái nghề này á, thì mọi người có thể coi lại cái video đó. Tại vì tôi review là theo phong cách của tôi thôi, chứ tôi không có học bắt chước từ ai cả. Tôi thấy cái gì hay ho tôi hấp dẫn thì cũng đang review. Cũng như cái tai nghe này nè, tôi đã từng review một lần rồi ở trên kênh của tôi nè. Cái tai nghe này nè, rất là nhiều người xài nhá. Ngay cả anh bạn già của tôi, anh bạn già hay cái chung á, cũng họ cũng xài tai nghe trang như tôi á, cũng chụp cùng hãng luôn nhá. Rất là tiện lợi. Hiệu Daeru EH416 hay sao, không nhớ lắm. Cái gì đây, chơi đu đừng nói đâu có trận nữa nha. Hai trận rồi đó, một trận đầu nó không vô được rồi, trận này trận thứ hai rồi đó. Eo hiểu đào đỏ nồi rồi.
Trời ơi, cái gì vậy? Bình tĩnh thôi bạn ơi. Mà rất cố gắng cố 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 ba đứng chơi gì trời, thiệt luôn nha anh em, thấy bữa ao thấy quậy bắt chè lắm luôn nữa.
Luke Kim. Chịu ơi, mày tù quá. Anh em này cay rồi. Trời ơi, cam luôn. Cay quá đứng cam luôn rồi. Trời ơi, chắc chó là ngày của mình mà bạn ơi. Cay là cái gì? Nó lớn quá đứng cam luôn kìa. Cay lớn, cay, 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 cay. Ê, cay, 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 cay. Cay đắng chinh nha bạn. Khỏi cứu mình các bạn ơi, trận này hay nát bấy ngay từ đầu rồi. Cày bớ rồi lắm. Ở cái thằng cam cao vậy đó, hỏi sao mình không chắc chó đó. Chó năng dán bỏ mồm. Cày 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 cày. Oh yeah. Cú là con kẹt về. Trời ơi con ngu này thiệt tình. Cây 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 cây. Tao được mấy cái chết à. Rồi maximum nể mày. Anh đi mày cây rồi. Anh thiệt là thằng ta biết kinh một cốc đập quá là thằng này nãy giờ mày chết như thằng á. Thề năm kiếp cũ luôn á. Ngoài đây. Nên này cay rồi. Cay quá điện thoại, có gì đâu. Nghe nó cho điện thoại mà. Cay 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 cay. Cười quái đói luôn hàng. Xoài. Này không có đăng anh hàng nó có nâng đâu, thằng lo cho nâng cho con mới không à. Mới nhất là gần đây là giúp dinh le
mày đáp đi tao. Nhẽo. Chuyện đi bò. Bố mày thích tệ càng thế đi. Là làm gì nhau? Cay không? Tôi nói rồi, cơm hà không có view. Còn hơn á, mà view nhiều á, gặp còn mấy cái thể thả lỡ mấy thằng sầm lời thế này nè anh em, nó chuyện nhảy nó ốc kìa. Bố thích để góc bài á, rồi làm gì nhau? Ý kiến cục cặp gì đây ạ? Học to xem không xem được thì cút. Bố ngu, sức giật. Cay rồi, ba cái cay rồi, tao nói rồi. Ở trên YouTube hay là like bố bị ban. Đéo có để đâu cơ gà. Mấy chị mua hỏng cái thắt xe xua. Mấy thành phần này nó vô nó gây, nó cố ý gây quơ với mình á, anh em ban. Có gì đâu. Ăn này nó xuất hiện hoài mà. Nói chuyện ngu học lắm. Người ta thông minh là nhờ cái đầu, còn nó thông minh nhờ nhờ nạp trâu. Khổ. Wow. Ôi đi cha. Còn lên vào đó anh em ban gì đâu tao thích thế đó. Giống tao vậy đó, làm vậy không anh nhau tức không tức đi nhanh nhanh tức đi nha. Ôi tên của tao giọng của tao xin chơi giọng xin cha mẹ đẻ của bố mày. Bố mày thích làm gì mà bố mày làm tí cục chặt gì đây ạ? Quy à? Coi không coi cút mẹ mày đi con chó à? Còn bao nhiêu ạc nữa, còn lo vô đây. Vô đây, tao bao mày luôn. Mày còn bao nhiêu ạc, còn lo nữa, mày vào luôn đi. Bố ạc cho. Bao này thì vui mà. Tao thế đi, tao thế đi, mày chó à. Nó chỉ nhận nước chó vậy. Ý mẹ bơm mới cứng. Bị sủa về nhà có nội mà bị sủa. Trời ơi thanh niên bây giờ kìa. Thanh niên này giống mấy con chó hay sủa trên trời vậy đó. Mỗi ngày cứ vô sủa và mỗi ngày cứ cam. Mỗi ngày cứ sủa, mỗi ngày cứ cam anh em ạ. Nhạt lắm. Ở chơi ngon cũng có thể hiện nữa trời ơi. Ây da. Đó mà ngon mừng vô chơi mua game gì mà chơi. Chứ đừng có sủa, sủa ngu ngọc lắm. Thì ta sủa cái đâu có cục cục cắt. Còn thằng này á, ngày nào cũng vô sủa nhạt phê đều. Trời ơi. Nó giết mà hả, não nó còn chứa cứt anh em à. Đâu phải chứa gì cho thông minh đâu. Mẹ đẻ ra cái
thằng này á thì phải nói là trời ơi, gia môn bất hạnh. Thầy thằng nó có con, có đứa con giống như cái thằng mặt lò đi á, đi mẹ. Thằng tao dí vải vô cái mồm nó luôn á, bóp mũi nó ngay từ nhỏ luôn á, chứ không thể cho nó đẻ cho nó sống đâu. Thầy do chính tay mình tự xử nó luôn, cái để mấy thằng này lên mạng xì xì nó xúc nhục quá. Tao đẻ mày ra mày là mày phải khôn ngoan chứ đừng có đẻ những thứ mà hả nói chuyện ngu bò. Nói nó có suy nghĩ nhân cho chị châu một câu, nó chỉ xuất hiện một lần thôi, kệ đó đi, cứ vang đi. Ừ, bốn thích mới vang. Ở bên kia, bên YouTube á, đang ban vĩnh viễn luôn, ăn chục bạc rồi, sợ đi. Cái thằng nào mà sợ, tao thích thì tao làm, tao ban thôi, làm gì nhau. Mẹ kênh của tao làm như kênh của mày á, nó chỉ đang mua mà còn thích sủa. Ủa? Đâu hết ạc lô đâu có bạn? Lóc ạc vào đi mày. Cho chữ lộ này. Bây giờ thằng tập trung thằng làm thôi, đâu đâu chửi cho vui anh em. Đâu đâu có chó vô sửa sửa cho nó vui. Ủa mày làm bắt đầu phay ra chó đâu, nó là chó mà. Cho chửi nó cho vui. Mấy thằng này không có nhân từ. Cái gì vậy? Nhỏ đi chơi. Đập con gấu lì nữa cao không gì. Chết già nó tới rồi. Bố mày thích để tóc cam nào thì kèm mẹ của tao. Tao thích thế đấy. Mày có bỏ được lòng cắt bạc nào để đôi nay để đi sủa không? Không có gì ngậm mồm. Ý kiến mỹ cột cắt gì đây ạ? Bao nhiêu người á vô coi livestream họ có bao giờ hỏi ý kiến cam đâu. Đồ này nó ghét mà nó có cái gì mà chả nói anh em, mấy thằng chọc tre mà chết mẹ. Ai đi chim ta vô chửi. Vô chửi mà đéo được cái tích sự gì hết á. Mấy thằng này thằng ban hết mà, thằng nó có để anh em. Wow.
Ui, còn một lần nữa. Có thằng chó này chơi nhạc phải liền thề. Trời ơi, đúng bận thấy lồ thấy đây nào cũng vậy. Ăn này nó sổ cơ vài lần thôi chứ nó không có sổ được đâu cho bò lắm em ạ. À, khi đã thằng nó tan clone nó rồi là rét có sủa được đâu đâu. À là cái kè mẹ ở đây. Á à, cho đồ lại. Hỏi xíu anh em, nãy xíu đi hàng comment nữa nè. Comment cái này nó hàng bất quyền cái ạc của cái hàng á. Ok rồi, có quyền rồi nè. À, con của hàng là có quyền đó. Làm vậy để cho mấy thằng chó này gan hết đi gì đâu. Còn một trận nữa thì là đủ. Thôi còn đúng một trận luôn kìa mấy đái. Chắc bên đây ba lấy từ 2,5 tới 3 tỷ quá được. Alo, alo. Alo. Nghe thử cái mic này nha. Mic này bị lặp rồi. Nó thoải mái anh em ạ. Chửi chó là một nghệ thuật nó nha mọi người. Mình cứ tưởng chửi chó là không phải nghệ thuật. Mình chửi chó quen rồi cho nên là không sao đâu. Anh em thấy nghe cái mic này ok không?
mà chỉnh chỉnh được á là à mà mốt là có thể karaoke được luôn á, mà tại tôi không thích karaoke thôi. Lại kiểu như là cái kênh của tôi là kênh live game thôi chứ không có bật mấy cái khác được. Khi nào mình trở thành cái idol kiểu như là những CD á, hiểu lắm, tôi muốn làm cái gì cũng được đó. Nhưng mà hiện tại bây giờ chúng tôi không phải là có thì hỏi thôi. Alo, cái mình nè, nhờ bạn lên tech mic coi, nhờ con bóng gặp coi. Nhà hàng bán cái mic vậy giờ là cái bàn phím nghe nhỏ rồi, cũng nghe mà nghe nó không nghe nhiều thôi, bị lạc âm rồi mà. Nhà hàng tép á, hàng tép quá. Mà sủa còn không á thì nó cứ vô mà sủa ba cái cụ đây.
xì. Trời ơi má ơi, tao sửa đéo nổi, con này nó sửa nổi hoài, con điên. Đậu đậu cái chứ. Ủa, nó sửa đéo nổ con mày. Quá ghê vậy. Chết cụ mà đi. Quá ghê vậy đái luôn hề. Thằng này nãy giờ là ý là không mất không cát hay sao. Bò lại sửa nữa nữa nữa. Được. Hay lắm. Amazing good job. Bỏ luôn đi má. Nó cục kia nó chạy nhanh quá lầy. Mấy má đẹp cho con sơ. Chó vẫn cứ sủa. Các bạn cứ sủa đi. Phần mà mình mỗi ngày mình cứ live stream thì mình thích. Ờ bạn học cây á, về mình về nhà mà tự thẩm vô đi nha. Ồ đồ easy kiếm chỗ mới đây rồi. Giặc lý nó ca siêu. Thank you.
em này ngon hơn, em này có đầy đủ đồ mà chơi. Nhớ ra gì? Bắt ba trận chơi ra Yakuina. Ok. Hồi nãy giờ là hàng test thử thôi. Đậu phộng có gì hàng coi lại là hàng nghe ấy nữa. Thank you.
Kìa. Trời ơi, miếng má mình. Oh.
má tao đau luôn. Người phải rồi những hắc quơ hai. Chó này hắc quơ chắc rồi xuống tèo. Con đéo nào cũng biết á. Chó thì giờ à. Mày khi tao không đi con đúng rồi. Ủa bà già mày. Thánh vô con kia. Vô con kia tới với cả hai đều. Mấy chó đi chơi lạ gì. Giật thì giác. Thì bố nào ghê. Giờ mà dạy ao ao game luôn, kéo mấy chuyện trận như thế này thà ao game không chơi. Tên là top kìa. Con chó này chơi chơi gì chơi chơi gì hết ao mẹ game à. Mm-hmm.